Em xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh Đào Tên Lạng Sơn nhá. Hôm nay là buổi sáng ngày 22 tháng 7 âm lịch. Thì em đang đi phát cỏ cho cái vườn đào phôi. Gốc trồng để lấy gốc để làm phôi để cuối năm nó ghép đấy các bác. Thì hôm nay lên phát cỏ này. Đấy, thì quay vừa chia sẻ với các bác những cái kinh nghiệm mà mình trồng đào phôi nhá các bác. Đấy thì cái vườn đào này là trồng được 3 năm này các bác. Cây cách cây là khoảng độ 2 mét. Thế nhưng mà đến năm nay là năm thứ 3 rồi thì bắt đầu em thấy là nó chậm phát triển và nó đang bị chết đi những cái cành con bên dưới này các bạn. Đây. Đấy. Thì là bắt đầu là đào bắt đầu nó không phát triển được mạnh nữa rồi. Thì bây giờ em mới thấy là cái nguyên nhân là mình trồng dày quá các bác ạ. 2 mét đến năm cây cách cây 2 mét, hàng cách hàng 2 mét mà đến năm thứ 3 cái tán của nó rồi. Đấy, nó đã phủ kín ra như này rồi. Và nó bắt đầu chết những cái cành con trong kia. Đấy, những cái cành dăm kẹ bên trong là nó tự hủy, nó tự chết đi. Và cái cây nó bắt đầu nó cứ ép nhau, nó không có không gian để nó phát triển tỏa ra bên ngoài mà nó phải vút lên trên cao ấy. Nên là những cái cành dăm bây giờ cái cây này nó phải cao tầm độ gần 5 mét các bạn ạ. Từ dưới gốc kia lên trên đỉnh ngọn kia phải gần 5 mét. Đấy, thế nên là cái cây đào mà nó tập trung nó phát triển vào cái chiều cao ấy thì cái bề ngang của nó lại sẽ chậm phát triển. Đấy, thỉnh thoảng là có những cái cây nào nó phát triển được bề ngang này. Đấy, các bác xem cái gốc nó xòe sang hai bên này, nó lấn hết sang những cây khác thì những cái cây đấy là lớn rất là nhanh. Những cái cây này trồng 3 năm rồi, thế mà vanh gốc bây giờ phải được 45 phân này các bác ơi. Đấy, 40 đến 45 phân như này. Nhưng mà lại có bên cạnh lại có một những cái cây là bé tí. Đây, có những cây bé như này. Đấy. Cây bên này thì lại là thành cây to này. Đấy. Cây bên này lại thành cây vanh 40. Đấy, nó thế nên là rút kinh nghiệm ra thì là trồng đào này là mình nên trồng xen canh các bạn, không nên trồng thâm canh. Không thể trồng từng bãi dày đặc như này được. Mà mình sẽ trồng vào cùng mấy những cái loại cây khác. Nhưng mà cái đào này thì mình trồng thưa khoảng độ 4-5 mét một cây đi các bác. Đấy, sau khi thu được những cái cây kia thì cây đào 4-5 năm sau mà trồng cây 4-5 mét thì là nó lớn rất là nhanh, to nhanh lắm. Nếu mà để 3-4 năm thì nó phải to bằng cái phích ấy. Nhưng mà đây là trồng đại trà luôn, kiểu như chỉ chuyên trồng đào thôi. Mà cây 2 mét như này thì là không hợp lý lắm. Trồng nó đến năm thứ 3 bắt đầu là có những cây nó bé, có những cây nó to, nó chèn vào nhau. Đấy. Thường như em hay đi vào nhà dân mua đào ấy thì những cái nhà dân thì trồng cứ thỉnh thoảng có nhà có 1-2 cây thì thấy họ trồng có 4 năm thôi nhưng mà gốc nó bằng cái phích. À, thì ra hóa ra là người ta chỉ trồng đúng một cây ở trong một cái khu vực đấy. Ví dụ như gần bờ giếng chẳng hạn là có nước thì nó lớn rất là nhanh. Thế nhưng mà mình thâm canh mình trồng nhiều như này thì là không ổn các bác ạ. Như là các bác mà có ý định trồng ấy thì em khuyên các bác là cứ cây cách cây khoảng độ tối thiểu là 4 mét nếu như các bác muốn 4 năm thu. Còn trồng cây cách cây 3 mét thì đến năm thứ tư là nó cũng bị kẹp nhau rồi. Mà không nên trồng dày như này nhé các bác. Đấy. Trồng càng thưa càng tốt, ít nhưng mà chất lượng nó được cao nhé các bác. Thì các bác cứ trồng thưa. Đấy, như cái cây này, cái tán của nó vồng ra nó lấn hết sang bên những cái cây bên cạnh này. Đấy, cây bên cạnh bé tí nhưng mà cái cây này nó vồng ra như này. Đây, chèn hết vào những cái cây bên này. Thì chỉ có mỗi mình cái cây này nó to nhanh thôi. Cây này vanh phải được 40-45 phân rồi. Đấy, 3 năm. Thế nên là bây giờ các bác mà trồng thì các bác phải bớt đi 3 cái cây này đi. Đấy, mà đây một cây này. Đấy, kia một cây. À, nó phải rơi vào khoảng độ 3,5 đến 4 mét. Là đến năm thứ 3 là nó đã phủ kín vào nhau rồi đấy các bạn. Trồng ít. Rồi, cái video này em xin kết thúc tại đây nhá.
Em quay ngắn để chia sẻ với các bác nào mà năm tới mà muốn trồng cái gốc phôi ấy, các bác có trồng thì các bác trồng thưa ra. Thế nhưng mà mình chăm được thì chỉ khoảng độ 3 năm thôi. 3 năm một cây các bác mà trồng thưa thì nó cũng được như này. Đấy, một vòng một bốc tay như này. Cây như này là to lắm chứ các bác. 3 thân lên như này. Đấy. Cứ cây cách cây lại có cây to, cây to xong lại cây nhỏ nó chèn vào nhau. Rồi em xin chào toàn thể các bác nhá.